Thưa quý vị, gần 2 năm trải qua 4 đợt dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng đã kiệt sức và cần có cơ chế chính sách kịp thời để có thể gượng dậy và khôi phục hoạt động. Trước tình hình này, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp để chủ động lắng nghe những khó khăn vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, đồng thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất làm cơ sở để nghiên cứu sớm ban hành kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng có 460 doanh nghiệp, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực lữ hành, logistics, xây dựng. Tuy nhiên, trong đợt dịch lần này, khoảng 90% doanh nghiệp của hội đã gặp tổn thất nặng nề. Nhiều doanh nhân phải tạm chuyển nghề để đảm bảo đời sống. Những doanh nghiệp còn hoạt động thì chủ yếu là sản xuất cầm chừng và phải đối diện với vô vàn khó khăn về nguồn nhân lực, chi phí phát sinh. Công nhân ở đây là cần phải đào tạo nghề. Do vậy là họ phải có thời gian 6 tháng đến 1 năm để làm quen với môi trường công ty, làm quen với các quy trình công nghệ. Thì do vậy chúng tôi cũng không thể ngày 1, ngày 2 mà tuyển được lao động mà có thể thực hiện được cái việc sản xuất. Nhất là những doanh nghiệp mà còn khả năng hoạt động, còn nguồn lực nhưng mà người ta thấy mở cửa, đóng cửa, cái tâm lý phòng thủ và người ta sẽ không dám làm. Và người ta ngủ đông, chủ động ngủ đông. Và nếu như mà ai cũng chủ động ngủ đông như vậy thì làm sao nền kinh tế này đã phục hồi được. 8 tháng đầu năm, thành phố Đà Nẵng ghi nhận hơn 2.200 doanh nghiệp dừng hoạt động, tăng gần 40% so với cùng kỳ. Chia sẻ với những khó khăn, tổn thất của cộng đồng doanh nghiệp, tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp vừa qua, lãnh đạo thành phố cho biết, trong thời gian đến, thành phố sẽ quyết định mở lại nhiều hoạt động kèm theo các điều kiện về phòng chống dịch. Đồng thời, thành phố dự kiến sẽ chi trên 500 tỷ đồng để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là về chi phí xét nghiệm, vaccine cùng nhiều chính sách khác về thuế, tiền thuê đất. Thì trong tháng 10 này thì thành phố sẽ cam kết đảm bảo tiêm tối thiểu một mũi vaccine phòng dịch cho toàn bộ những người dân của thành phố và những công nhân, những người lao động trên địa bàn thành phố. Chúng tôi sẽ hỗ trợ 50% chi phí xét nghiệm cho doanh nghiệp theo các cái kế hoạch xét nghiệm. Bởi vì xin thưa quý vị là không có xét nghiệm chúng ta không bao giờ kiểm soát được dịch và các cái chi phí hiện nay thì thành phố sẽ có cái hỗ trợ 50%. Ngoài những chính sách hỗ trợ của thành phố, nhiều doanh nghiệp mong muốn từ phía trung ương cũng cần có cơ chế giảm thuế, bảo hiểm xã hội, lãi vay ngân hàng. Tuy nhiên, để Đà Nẵng bước vào trạng thái bình thường mới cũng như đạt được mục tiêu của kịch bản phục hồi và tăng trưởng kinh tế, thì bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền, doanh nghiệp cũng cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch phục hồi sản xuất gắn với các phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, tương ứng với các cấp độ dịch bệnh trong dài hạn.